Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 3. Tuần hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần 30. Phép trừ các số trong phạm vi 100.000 tiền Việt Nam, luyện tập. Bài số 1, đặc tính được tính. 8, 1, 7, 8, 5 trừ 5, 4, 6, 3, 7. Năm ra trừ bảy không được, ta lấy 15 ra trừ bảy bằng 8, 8 là trả 1. 3 bằng 1 bằng 4, 8 là trừ 4 bằng 4. 7 là trừ 6 bằng 1. 1 ta trừ 4 được, ta lấy 11 ta trừ 4 cùng 7. 7 trả 1, 5 1 6, 8 trừ 6 là còn lại là 2. 6 2 4 7 0. À, này có 4 chữ số thôi ha. 5 0 1 8. 10 ta trừ cho 8 còn 2, 2 là trả 1. 1 1 2 7 trừ 2 là còn 5. 4 7 5 4 8 2 6 1 7 0 3. 11 ta trừ cho 3 là còn 8, 8 trả 1 5 còn 5 7 4. 7 5. 12 ra trừ cho 5 bằng 7. 7 trả 1. 10 à 17, à cái này là 7 là còn 1 bằng 8 đã. 17 trừ 8 bằng 9. 9 trả 1 2. 2 1. Bài số 2 tính nhẩm. Cái này là bao nhiêu đây? 80.000 mà ta trừ cho 50.000. 4 số 0 chúng ta viết lại. 1 2 3 4. 8 trừ 5 là còn 3. 80.000 ta trừ cho 3 điểm. Ta trừ cho 50.000 còn lại 30.000. Này 90 ta trừ cho 50 là à, ta trừ cho 40 là còn lại 50. Cái này chúng ta làm này trong này trước. 40 ta cộng với 10 là 50, 80 mà ta trừ 50 là còn là 30. Cái này là 10.000 ta cộng với 30.000 là 40.000. 90 mà ta trừ cho 40 là còn là 50. Bài số 3, tính giá trị của biệt thức. 90 ta trừ cho 40 là bằng 50. 50 ta trừ 10 là còn lại là 40. À, tâm la làm cái trong cái ngoặc trước là 90 chúng ta giữ nguyên này. Trừ cái này là 10 cộng 40 là 50 này. Nghe còn lại là 40. 90 mà ta trừ 40 là còn lại là 50. 50 ta trừ cho 10. 10.000 là còn lại là 40.000. Hôm nay tâm làm trong mặt trước. Này là 40 với 50 là 40 với 10, 40.000 với 50.000 là bằng 50.000. Trừ nha là còn lại 40.000. Bài số 4. Kho gạo có 50.000 kg gạo. Lần đầu người ta lấy ra là 3.500 kg gạo, lần thứ hai lấy tiếp ra là 1.500 kg gạo. Hỏi trong kho còn lại là bao nhiêu kg gạo? Ta cộng hai cái lần lấy này. Rồi sau đó ta trừ
ta trừ lấy tổng, ta trừ cho hai cái lần lấy. Số kg gạo 2 lần lấy ra là 3.500 cộng 1.500 bằng 3.45. Lấy ra lấy 5.000. 5.000 kg gạo. Rồi chúng ta số kg gạo trong kho còn lại là 50.000. Ta trừ cho 5.000 bằng còn lại là 45.000. kg gạo. Đáp số 45.000 kg gạo. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5, đúng là ghi D mà sai là ghi S. 70.000 ta trừ 20.000 là cái gì ạ? Cái này chúng ta lấy này ta trừ chứ, trừ nhau chứ. Cái này đâu phải lấy này trừ nhau được, không phải, sai rồi. Này, đây mới đúng nè. 70.000 ta trừ cho 20.000 là 50.000, 50.000 ta trừ 10.000 là còn 40.000, cái này đúng nè. Bài số 6. Điền số thích hợp vào trống thay mẫu. Các tờ giấy bạc 10.000, 20.000, 50.000. Đây, thầy giới thiệu sơ cái tờ này. Đây là tờ 10.000. Đó. Đó. Ngược lại. Đây. 10.000. Được chưa? 10.000 đồng đây. Đó. Rồi 20.000. Đây. Nha. Cái tờ này thầy nghĩ là chắc chắn là tất cả các em đều biết để vào đều cầm cái tờ tiền này. Tờ polymer 50.000. Đấy. Nha. 50.000. Và tờ 100.000. Đó, 100.000 đồng. Hôm nay chúng ta chỉ học là tới một tờ 100.000 đồng thôi ha. Rồi ví dụ như cái tờ 60.000 này thì chúng ta sẽ chọn là cái gì đây? Nha. Chọn là một tờ 10.000 và một tờ 50.000. Như vậy đây, tờ 50.000 này và tờ đó, hai tờ này là đủ 60.000. Rồi 70.000 thì sao? Bỏ 70.000 thì chúng ta có thể là chọn tờ này. Nè, tờ này. Nè. Hoặc chúng ta có thể là 50.000 mà chúng ta sẽ chọn là hai tờ này. Hai tờ 10.000. Nè. Rồi trong này thì chúng ta có nhiều cách chọn ha. Cái bài mà người ta họ làm mẫu cho mình nè, chúng ta cũng có thể là nhiều cách chọn chứ không phải là nhất thiết là phải chọn như thế này. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn từ 20.000 đi, hai tờ này và một tờ này cũng được ha. Rồi bài này thì thầy sẽ chọn cái mà tối ưu nhất. 70.000 thì thầy chọn đây một tờ, cái này thầy chọn một tờ, còn này không có tờ nào ha. Rồi 80.000 ta sẽ chọn một tờ 50 và một tờ 20 và một tờ 10. Đây, ví dụ như đây. 50 này. Một tờ này. 20 này. 10 này, đủ 80.000, được chưa? Đó. 80.000 đây. 90.000. 90.000 thầy sẽ chọn cái này là một tờ. Đó. Và cái này thầy chọn sẽ là hai tờ. Hai tờ 20, nhà tờ này không có tờ nào.
Là có nhiều cách chọn nha, thầy nhắc lại có nhiều cách chọn chứ không phải là có một cách chọn đâu, rất là nhiều cách chọn. Chúng ta thầy sẽ chọn cái mà ít tiền, ít từ nhất, ít từ tiền nhất. 100.000 thì thầy sẽ chọn 2 từ 50 là đủ, đúng không? 2 từ 50 thì cái này là coi như là hết rồi. 2 từ 50, 50.000 là đủ. Còn không thì chúng ta sẽ chọn này là một từ này, hai từ này và một từ này. À, nói chung là nhiều cách chọn nha, các em chọn nha, đừng có thắc mắc cái chuyện này. Thầy sẽ chọn cái là ít tờ tiền nhất. Rồi chúng ta sẽ qua bài số 7. Mẹ mua một cái áo giá 35.000 đồng và một cái quần hết 45.000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng tờ giấy bạc là 100.000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ là bao nhiêu tiền? Bây giờ chúng ta sẽ tính cái hai cái món hàng này. Một cái áo là giá 35 ngàn, một cái quần là, rồi số tiền mẹ mua hết là, ba mươi lăm ngàn cộng với lại 45.000, 1, 2, 3 chứ không ta viết lại 5, 10, 0 như 1, 7, 8, hay 80. Ở ngoài người ta họ dùng hay dùng tiền người ta đưa với nhau, người ta họ nói là 20, 30, 40 là có nghĩa là bằng 80, nghĩa là hiểu như vậy đó. Đó. Chứ người ta họ không có ghi, họ không có nói là đầy đủ là 80.000. Người giới hạn nghe thấu lại là 30, là đưa tờ là 30 ví dụ như vậy. Đó. Người ta họ nói tắt vậy chứ không phải là 80.000. Người ta họ bỏ bất chữ chữ nghìn đi. Người ta ghi là đưa 30.000, đa 30, đưa tờ 50, đưa tờ 20, đưa tờ 100 kiểu vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có là 100.000 ta từ cho 80.000. Số tiền cô bán hàng trả lại cho mẹ là, người ta lấy 100.000 ta trừ cho 80.000 là bằng là 20.000. Đáp số. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 8. Điền dấu cộng, dấu trừ, tích hợp, phổ trống. Đây là 50.000, 20.000, 10.000. Mà đây thì là 20.000. Như vậy này chúng ta sẽ điền dấu trừ. À, 50.000 ta trừ cho 20.000. Như còn lại 30.000. 30.000 ta trừ tiếp cho 10.000 nữa. Còn lại là 20.000. Cái này thì sao đây? Trừ 3. À, ta trừ cho 50.000, ta trừ cho 20.000 là 30.000. 30.000 ta cộng cho 10.000 là 40.000. Cái này thì sao đây? Này cũng y chang vậy mà 60.000. Như vậy thì cái này chúng ta sẽ trừ. Trừ là 30 không được. Ta cộng. À này ta cộng. Ta cộng nhưng mà cái này chúng ta sẽ trừ. Này thành ra là 70.000, 70.000 ta trừ 10.000 là 60.000. Cái này chúng ta cộng 70, ta cộng với này nó là bằng 80.000. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.